ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Theo Business Insider, thông tin cá nhân của người dùng Facebook đã bị rò rỉ và có thể bị sử dụng trong các vụ lừa đảo, tấn công mạng hoặc quảng cáo. Tuy nhiên, trong một tuyên bố qua email, phát ngôn viên của Facebook cho biết, đây là dữ liệu cũ đã được báo cáo trước đây vào năm 2019. Vào thời điểm đó, công ty đã giải quyết một lỗ hổng trong công nghệ của mình, khiến thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng một khi dữ liệu như vậy thoát khỏi mạng của Facebook, công ty có quyền hạn chế để ngăn nó lan truyền trực tiếp. Giám đốc công nghệ của công ty an ninh mạng HolsonRocks là người đã phát hiện ra dữ liệu nói trên. Vụ rò rỉ dữ liệu này cho thấy một mô hình kinh doanh của Facebook là thu nhập một lượng lớn thông tin cá nhân và sử dụng thông tin đó để bán các quảng cáo được nhắm mục tiêu. Thông tin tài khoản Facebook rò rỉ được cung cấp miễn phí trên một diễn đàn về hacks, giúp bất kỳ ai có kỹ năng dữ liệu thô sơ đều có thể truy cập rộng rãi vào các dữ liệu này. Bloomberg cũng đã xác minh một số hồ sơ bằng cách khớp số điện thoại của người dùng Facebook đã biết với ID được liệt kê và xác nhận các hồ sơ khác bằng cách kiểm tra địa chỉ email từ bộ dữ liệu trong tính năng đặt lại mật khẩu của Facebook, có thể được sử dụng để tiết lộ một phần số điện thoại của người dùng. Đây không phải là lần đầu tiên dữ liệu khổng lồ của người dùng Facebook bị lộ trên mạng. Lỗ hổng được phát hiện vào năm 2019 cho phép hàng triệu số điện thoại của mọi người bị lấy ra khỏi máy chủ của Facebook. Sau đó, Facebook cho biết lỗ hổng bảo mật đã được vá vào tháng 8 2019.